2 giờ cho em thăng tiết thì em được. Thì cái năm này thì tôi phải dạy 4 tiết liên tiếp của Đại học Y khoa và học hành cho Y6 từ 7 giờ sáng đến dưới sáng đấy. Thành ra là cái năm này các em cũng sẽ không học nhé. Ngày hôm nay tôi dạy 2 bài cho mấy em. Nhưng mà thứ năm tuần sau thì mình vẫn sẽ như thường, thứ hai thứ năm tuần sau như thường. Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu mình văn tin. Thì mấy em biết là trước kia khi mà mình chưa có xương tim nữa, thì lúc học bệnh van tim đấy, mình thường mình cứ phải tưởng tượng đấy không ạ. Ví dụ như khi các em năm Y1 với Y2 mình mổ xác ra đó, thì mình thấy cái van tim đương nhiên là xác đã chết rồi, cái van tim mình chỉ thấy là mà 2 cái miếng, mấy cái dây chằng thôi, mình không được ý niệm được cái van nó đóng mở thế nào. Rồi cái năm mà chót trở lại là năm 62, 63, 64 đó, thì lúc đó thì hồi đó thì chưa có xương tim, thì nó chỉ có thông tin thôi, tức là mình chụp thông tin thì mình thấy cái van nó cử động nó rất nhanh, mình không thể nào tưởng tượng được. Do đó là cái thời mà mình chưa có xương tim nữa, đương nhiên là thời đó chưa có ảnh hưởng cộng hưởng từ, chưa có MSCT, thì mình học á, mình rất khó tưởng tượng ra là cái cấu trúc của van nó như thế nào. Nhưng mà từ khi có siêu âm tim đó, thì chúng ta bắt đầu hiểu rõ hơn. Các anh chị nhìn thấy rõ cái van nó đóng mở, các anh chị nhìn thấy rõ các cấu trúc của van tim, nhìn thấy van nó gồm có vòng van, lá van, dây chằng, cột cơ còn gọi là cơ trụ đấy. Trong sách của giáo sư Quyền có cái chỗ dịch là thường gân, cơ trụ nó là cột cơ, nó là một nhau. Thì tất cả những cái đó mình nhờ xương tim mình hiểu rõ hơn. Thứ hai là nhờ xương tim á, chúng ta đo được cái độ chênh dòng máu qua lá van, từ đó chúng ta tính được diện tích mở van, chúng ta tính được áp lực trong buồng tim. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ về huyết động của buồng tim. Như vậy qua xương tim ấy, nó cho phép chúng ta hiểu được giải phẫu học, tức là cấu trúc của tim ấy. Xương tim nó giúp chúng ta hiểu được cái sinh lý của tim, kể cả sinh lý bệnh của tim nữa. Thì thành ra đối xương chúng ta hiểu rõ hơn. Cũng như là cái xưa lúc tôi học mà bệnh tim bẩm sinh ấy, lúc mà mình chưa có xương tim nữa, mình rất khó tưởng tượng cái bệnh tim bẩm sinh nó như vậy, nó đưa gây ra. Nhưng mà từ khi có xương tim, các anh chị, vấn đề nó càng ngày nó càng sáng tỏ. Sau này thì chúng ta có MSCT về MRI, nhưng mà thực ra 2 phương pháp đó nó không thay thế được xương tim. Xương tim các chị có thể làm rất nhanh chóng, các chị nhìn nó cử động, còn cái MRI, CT nó vẫn là hình ảnh tĩnh, sau đó nó có hình ảnh động. Thành ra cái xương vẫn là cái phổ biến nhất mà mình giúp trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lý van tim và các bệnh tim khác. Thì van tim ấy, thì nó có 4 cái van, nó có van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi. Đây là hình cấu trúc của cái van tim này. Thì các anh chị thấy là đây là cái thất nhĩ trái, đây là nhĩ phải, đây là vết lên nhĩ, đây là thất trái, đây là thất phải. Các anh chị thấy người ta vẽ cái thất trái ấy, nó dày hơn cái vách thất phải nhiều. Bình thường nó dày gấp 3 lần đấy. Ở người lớn, vách thất trái bình thường nó khoảng độ 10 đến 11 mm, trong khi vách thất phải nó chỉ có 3 mm. Còn vách liên thất thì về dày nó bằng vách bên của thất trái khoảng 10-11 mm. Cái cấu trúc của cơ trong thất trái nó cũng khác thất phải. Cái cơ của thất trái nó gồm có nhiều sợi, nó đang chéo với nhau, sợi dọc, sợi ngang, lần chéo. Cấu trúc cơ thất phải nó không khác. Do đó thì cái chỉ cái tưởng tượng cả một đời người đó, tim nó bóp cả bao nhiêu tỷ lần, người ta vẫn có bình thường. Nó thành ra cái cấu trúc nó phải khác nhau. Thì ở van thì van 2 lá đây, đây là van 3 lá. 2 cái van này nó không nằm cùng như một phẳng mặt phẳng. Van 2 lá nó về phía đáy tim nhiều hơn, van 3 lá nó về phía mỏ tim nhiều hơn. Van 2 lá nó gồm có lá van trước và lá van sau. Các chị để ý thấy cái hình ảnh nó đóng lá van này, em để ý thấy nó thế nào? Cô bé có hàng đầu này, để nó đóng như thế nào? Nó có giống cái màn gió ở nhà mình không? Tức là đóng nó phải áp thế này nè, chứ nó không có đóng như thế này nha. Thì cái này người ta đã chứng minh, nếu người bác sĩ mà phẫu thuật sửa qua hai lá, ông sửa làm sao hai lá van nó chỉ áp cái đỉnh vào với nhau thôi, chắc chắn bệnh nhân thở van lại, không có cách nào. Nên cho các anh chị để ý này, cái hai lá van nó đóng nó phải có mảng, nó áp vào với nhau. Sau hơn ba lá không cần nhiều như vậy, hai lá bắt buộc phải như vậy. Còn đây là chúng ta có những dây chằng, có người gọi là thần gân, còn đây là cột cơ. Thì cột cơ hay cơ trùng cũng giống như mấy cái cột ở cái thuyền buồm, nó dán vào thành buồm. Nhờ cột cơ và dây chằng nó giúp cho lá van của mình đóng hay mở. Nếu mà bây giờ thì chúng ta bị đứt dây chằng, chúng ta bị đứt cột cơ, lá van nó sẽ bị hở, van hai lá. Thì cái cấu trúc của lá van, bệnh lý của tất cả một trong cái này, bốn cột cơ, dây chằng, lá van và kể cả vòng van ở đây, bệnh lý nó đều có thể đưa đến cái bệnh lý của van hai lá hoặc hở van hai lá. Thì ở nhĩ trái chúng ta có 4 tĩnh mạch phổi đầu vô, ở nhĩ phải thì chúng ta có tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới, ở đây nó đầu vô, còn chỗ này nó gọi là mỏng tim. Thì đây là sơ đồ van hai lá nhìn từ các phương tiện khác nhau. Nếu chúng ta làm xương tinh qua thành ngược đó, thì thường thường là các anh chị nhìn vào hai lá là từ ngược từ dưới lên, đầu giò phía 4 vùng từ mỏ với chị ngược lên. Thành ra các anh chị thấy nó như thế này. Đây là lá van trước, đây là lá van sau. Lá van trước nó chia làm 3 phần: A1, A là anterior nữa, trước, A2 và A3, P1, P2, P3. Thì cái này mép van trước, đây mép van sau. Thì đây là chúng ta có cái lỗ của cái động mạch chủ này, động mạch chủ chúng ta. Còn cái này này, đây là lá. Còn nếu chúng ta nhìn từ xương qua đường thực quản đó, thì tức là chúng ta đầu giò chúng ta đưa vào nhĩ trái. Nhĩ trái thì nó ngang với tiểu nhĩ nào? À, xin lỗi, đầu giò chúng ta đưa vào thực quản thì nó ngang với cái tiểu nhĩ trái. Do đó khi chúng ta nhìn bằng xương thực quản, chúng ta nhìn từ trên xuống. Thì nếu chúng ta làm xương thực quản thì chúng ta nhìn từ trên xuống. Thành ra chúng ta sẽ thấy là gồm có đây là lá van trước, lá van sau này. Lá van trước đây là lá van sau, và đây là cái động mạch chủ ở đây. Còn cái này người phẫu thuật viên người ta nhìn thì chúng ta cũng có hình ảnh như này. Như vậy thì từ 3 vị trí khác nhau đó, chúng ta có thể nhìn cái này. Các anh chị chỉ cần biết ý niệm thôi, nhìn từ dưới lên thì nhìn từ trên xuống. Tại cái nào ví dụ các anh chị vô qua mỏ, các anh chị hiểu là cái nào là lá van trước, cái nào là lá van sau, cái nào mép trước mép sau. Định nghĩa van hai lá thì đương nhiên nó gồm có hai mảnh van, lá van trước, lá van sau. Diện tích mở van bình thường là từ 4 đến 6 cm2. Chúng ta định nghĩa là hẹp van, cái diện tích mở van dưới bằng 1,18 cm2. Trên 1 m² diện tích cơ thể, bắt buộc chúng ta phải thuộc cái này. Thầy phải tính theo diện tích cơ thể. Thành như đa số mấy em với diện tích cơ thể khoảng là 1,5 đến 1,6 m². Còn tôi làm siêu âm với người nước ngoài, họ cao 1,9 hoặc đến 90 kg đấy. Diện tích cơ thể họ đến 2 cm². Còn nếu các anh chị làm siêu âm với mấy đứa nhỏ, diện tích đã độ 0,5 đến 0,6 đấy, thì đương nhiên là cái diện tích mở van là khác. Thành ra các anh chị đừng học cái kiểu cũ mình học là chúng ta gọi là định nghĩa hẹp van lên diện tích của van dưới 2 cm². Học kiểu đó là sai. Chúng ta phải kiểu là định nghĩa hẹp van cái diện tích mở van dưới vào 1,18 cm² thì 1 m² diện tích cơ thể. Thì áp cho anh chị áp dụng cho người to con hay trẻ em mình vẫn được. Định nghĩa hẹp khít cái diện tích mở van dưới bằng 0,6 cm² trên m² diện tích cơ thể. Thì đây là người ta cái slide này, người ta nếu muốn nêu lên tổn thương giải phẫu hoặc các thành phần khác nhau theo nguyên nhân hẹp van hai lá. Bây giờ nếu mà hẹp van hai lá do bệnh van tim hậu thấp, ở đây là bệnh van tim hậu thấp, thì tổn thương nó có thể là bệnh của hẹp van hai lá. Bệnh van hậu thấp nó có thể gây ra hở van hai lá. Tổn thương nó xảy ra ở lá van, xảy ra ở dây chằng. Còn nếu mà hẹp van hai lá bẩm sinh thì nó chỉ có hẹp van thôi. Tổn thương xảy ra ở lá van, ở dây chằng và kể cả cột cơ nữa. Thì cái này gọi là chẽ hay là kẽ van hai lá. Tổn thương nó chỉ gây ra hở van hai lá, tổn thương nó xảy ra lá van. Tức là bằng cái hình này này, chúng ta có thể hiểu là nếu người ta bị nguyên nhân khác nhau, khi mình làm siêu mình thấy nó thay đổi cấu trúc ở từng thành phần khác nhau của trên bộ máy van. Người ta gọi là bộ máy van hay lá, nó gồm có 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là vòng van, thành phần thứ hai là lá van, thành phần thứ ba là dây chằng, thành phần thứ tư là cột cơ, cơ trụ. Có một số tác giả còn nói là cái nhĩ trái nó liên quan đến bệnh lý của van hai lá, người ta tính cái nó, nhưng thường đa số tác giả tính là van hai lá nó gồm có 4 thành phần như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ các anh chị thấy một người vì bệnh cơ tim giãn nở này, thì thứ đương nhiên nó không làm hẹp van, nó chỉ làm hở van thôi. Tổn thương nó làm vòng van giãn rộng, nó có thể làm cột cơ nó bị di lệch ra, và nó có thể làm vách thất trái nó bị giãn ra, nên tổn thương nó xảy ra đó. Thì cái hình này nó có mục đích là tóm tắt chúng ta là khi chúng ta thấy nguyên nhân đó, nó có thể tổn thương ở những vùng khác nhau của quả tim của chúng ta. Rồi nguyên nhân hẹp van hai lá thường gặp nhất vẫn là thấp tim. Nhiều nhất ở Việt Nam thì chúng ta làm nguyên nhân thì đến 98-99% là do thấp tim. Bệnh van tim phổi thấp là do con Streptococcus pneumonitis nhóm A nó gây ra. Thường cái vi trùng nó tưởi ẩm. Sau đó chúng ta có bệnh hẹp van hai lá bẩm sinh, van lá hình dù. Người ta gọi là van hai lá hình dù khi nào mà bệnh nhân chỉ có một cột cơ thôi. Bình thường cái thất trái chúng ta có hai cột cơ trước bên và cột cơ sau giữa. Hai cột cơ đó nó không bao giờ nó gắn vào cái nền thắt hết. Từ cột cơ trước bên đó, từ đó nó có khoảng 20 dây chằng nó gắn vào lá trước, lá sau và hai lá. Cột cơ sau giữa từ đó nó khoảng 17 dây chằng. Thì cái người mà về van hai lá bẩm sinh như van hai lá dầu, thay vì người ta có hai cột cơ của trước bên đó vị trí từ 3 giờ đến 4 giờ theo mặt kính đồng hồ. Cột cơ sau giữa là vị trí từ 7 đến 8 giờ. Bây giờ người này chỉ có một cột cơ độc nhất và nó gắn thừa ở vị trí 6 giờ theo kính đồng hồ đó. Do đó thì ở người mà bị van hai lá hình dù đó, các anh chị sẽ thấy là người nó giống như người nhỉ dù, tất cả các dây chằng nó dính vào một cột cơ. Do đó thì người ta thường gọi cái đó là van hai lá hình dù. Cái lipid ban đỏ thì có dạng thấp, nó có nhưng mà hiếm lắm, hầu như tôi chưa gặp bao giờ trong y văn nó nói. Như vậy thì đa số là chúng ta chỉ có hai nguyên nhân này thôi. Thì hẹp van nó có thể do dính mép van này, dính lá va, dính dây chằng hoặc phối hợp cả ba tổn thương. Thường thì hẹp van hai lá hậu thấp nó tổn thương cả ba vị trí. Đây là phân độ hẹp van hai lá theo sinh lý bệnh này. Người ta gọi là đầu 1 thì người ta có cái diện tích mở van. Bình thường diện tích mở van là 4 đến 6 cm2. Thì hẹp van hai lá nhẹ, diện tích mở van đỏ 2 cm2 thôi. Cái này người ta có cái nhìn chung của người lớn thôi. Cái này có ý niệm thôi, nhưng các chị phải nhớ theo cái mét vuông diện tích cơ thể nó dễ làm việc hơn. Đây 1,2 đến 2, dưới 1 và dưới 0,8. Các anh chị biết áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ là gì không? Em biết áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ là gì không? Áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ. Biết à? Không biết thì không sao đâu. Các ông biết là bình thường là thế này này, áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ nó phản ánh áp lực của nhĩ trái, áp lực của nhĩ trái nó phản ánh áp lực cuối tâm trương của thất trái. Thì thường làm thế nào chúng ta đo áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ? Chúng ta lấy cái catheter xoăn gang, chúng ta luồn vào tĩnh mạch chủ trên hoặc luồn vào tĩnh mạch ở đây cũng được, ở tay cũng được. Chúng ta luồn vào trong nhĩ trái để chúng ta đẩy cái catheter qua van ba lá, chúng ta đẩy vào thất trái. Đẩy vào thất trái xong ở cái catheter nó có đặc biệt, nó có cái bóng. Chúng ta bơm không khí cho cái bóng nó phồng lên. Nhờ cái bóng phồng lên thì nó rất nhẹ. Thành ra dòng máu nó sẽ kéo cái bóng nó về phía động mạch chủ. Rồi nó kéo đến động mạch chủ, chúng ta lại hút cái hơi ra. Sau đó bắt đầu chúng ta đẩy. Chúng ta đẩy cái catheter đến khi nào chúng ta không đẩy được nữa. Tức là chúng ta thật đẩy đến cái động mạch phổi nó nhỏ nhất đấy, không đẩy được nữa. Rồi chúng ta từ đó chúng ta đo áp lực. Thì cái áp lực ở cái động mạch phổi nhỏ nhất chúng ta đo nó phản ánh là áp lực của mao mạch phổi. Mà áp lực của mao mạch phổi nó phản ánh áp lực của tĩnh mạch phổi. Mấy em nhớ không? Động mạch phổi đến mao mạch phổi đến tĩnh mạch phổi. Và chúng ta có 4 tĩnh mạch phổi. 4 tĩnh mạch phổi nó đầu với nhĩ trái. Như vậy thì nếu chúng ta đo là áp lực mao mạch phổi, chúng ta biết áp lực nhĩ trái. Bình thường áp lực nhĩ trái chúng ta khoảng 6 mm thủy ngân. Thì áp lực mao mạch phổi khoảng đó. Nhưng nếu mà chúng ta hẹp van hai lá nặng thì áp lực bao quanh phổi của chúng ta nó có thể lên tới 15, 20 mg/h, thì nó phản ánh lực dí trái tăng cao. Thế vậy nếu chúng ta đo áp lực bao quanh phổi thì sao? Chúng ta biết áp lực dí trái, mà áp lực dí trái nó có chịu ảnh hưởng áp lực thất trái không? Em cô ngồi hàng đầu này, áp lực dí trái chịu áp lực thất trái không? Em là bác sĩ sản hay bác sĩ tên nội à? Vậy thì áp lực dí trái nó phản ánh áp lực thất trái không? Có chứ. Bây giờ bình thường vào tình tâm trương thì máu từ đâu nó đổ xuống đâu? Nhĩ nó đổ xuống thắt. Bởi bình thường vào cái tâm trương, áp lực của nhĩ trái nó phải cao, áp lực thất trái nó mới đổ xuống thất trái được. Nếu vì lý do nào đó chúng ta suy thất trái chúng ta bóp sở lắm, thành ra áp lực của thất trái chúng ta cao, thì lúc đó đương nhiên áp lực nhĩ trái phải làm sao? Phải cao hơn cái áp lực nhĩ trái thì cái tâm thất trái thì tâm trương. Nếu không chúng ta đâu có sống được, sao mình sống được? Đấy, tức là cơ thể phản ứng này bằng cách này. Nếu vì lý do đó cơ tim chúng ta uống rượu nhiều trái, cơ tim bị suy, áp lực thất trái của tâm trương chúng ta gia tăng. Bình thường áp lực thất trái của tâm trương nó có độ 4 đến 5 mg/h, bây giờ gia tăng đến 15 đây. Lúc đó bắt buộc áp lực nhĩ trái mình phải là trên 15, mình mới có máu thời kỳ tâm trương nó đổ từ nhĩ xuống thân. Như vậy thì nếu chúng ta biết áp lực nhĩ trái đó, thì chúng ta gián tiếp chúng ta bắt được yêu biết được áp lực thất trái của tâm trương. Người ta đối với bệnh hẹp van hai lá luôn luôn người ta nói là người ta muốn chúng ta biết áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ, bằng cách từ đó chúng ta tính ra áp lực nhĩ trái. Áp lực mao mạch phổi lúc nghỉ nó càng cao này, thì áp lực nhĩ trái càng cao, tức là bệnh hẹp van hai lá nó càng nặng, hẹp van hai lá nặng thì áp lực nhĩ trái nó cao. Thì đấy, đây là những cái triệu chứng đi theo phân độ này. Nếu mà bệnh nhân mà hẹp nặng á, thì bệnh nhân có thể khó thở lúc nghỉ, có thể phù phổi cấp. Bệnh nhân hẹp vừa có thể khi gắng sức. Đó là những cái dấu hiệu của hẹp van hai lá. Thì tất cả những cái tôi nói vừa rồi nó gọi là sinh lý bệnh của hẹp van hai lá. Khi ở người hẹp van hai lá thì máu từ nhĩ nó đổ xuống thất không được, do đó áp lực nhĩ trái gia tăng. Áp lực nhĩ trái gia tăng thì nó sẽ làm tăng áp lực của tĩnh mạch phổi. Nó tăng áp lực tĩnh mạch phổi, nó sẽ làm tăng áp lực của mao mạch phổi. Và trong mao mạch phổi đó chúng ta có hai cái áp lực gọi là áp lực thủy tĩnh và áp lực keo. Áp lực thủy tĩnh nó đẩy cái dịch ra khỏi mao mạch. Áp lực keo là những cái protein nó giữ cái nước ở trong mao mạch. Bình thường luôn luôn áp lực keo của chúng ta cao hơn áp lực thủy tĩnh trong mao mạch, vì thế mình mới không bị phù. Còn bây giờ khi người hẹp van hai lá, áp lực thủy tĩnh nó cao quá, cao áp lực keo, nên do sẽ làm dịch nó tràn qua mô kẽ và phế nang, nó làm người ta khó thở, làm người ta phù phổi và nặng, làm người ta khái huyết. Đây là cái sinh lý bệnh nó cắt nghĩa cái triệu chứng của hẹp van hai lá. Đồng thời người hẹp van hai lá thì nhĩ trái nó giãn. Nhĩ trái giãn nếu đường kính nhĩ trái bình thường khoảng 30 mm người lớn, nếu nó giãn trên 50 mm thường thường nó đưa đến rung nhĩ. Và nếu có rung nhĩ đó, rung nhĩ có nghĩa là tầm nhĩ nó bóp 400 lần một phút, mà bóp 400 lần một phút coi như không bóp gì hết. Bởi vì vậy thì máu nó ứ trệ, nó tạo thành huyết khối. Huyết khối ở trong tầm nhĩ nếu nó chảy lên não mà chúng ta bị đột quỵ, nó chảy xuống mạch mạc treo chúng ta bị nhồi máu ruột, chúng ta gọi là thuyên tắc mạch hệ thống. Nhĩ trái thì nó nằm sát cái thực quản, do đó nếu nhĩ trái lớn bệnh nhân sẽ có cảm giác nuốt nghẹn. Rồi bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi. Áp lực động mạch phổi bình thường em biết là bao nhiêu không? Cậu áo đen kìa, áp lực bình thường là bao nhiêu không? Cao hơn em, cao hơn. Áp lực của động mạch phổi bình thường, áp lực coi áp lực nhĩ phải đó, áp lực thất phải đó, bình thường thì khoảng độ 20 đến 25 mg/h. Áp lực động mạch phổi bình thường nó cách áp lực thất phải đó khoảng 4 mm/h. Thì áp lực động mạch phổi bình thường nó có thể là thay đổi khoảng 12 đến 15 đến có khi 18 mm/h. Tức là nó có cao hơn một chút. Bình thường áp lực động mạch phổi khoảng như vậy. Nhưng mà cái người mà hẹp van hai lá nặng thì làm sao? Hẹp van hai lá nặng thì áp lực của nhĩ trái tăng, áp lực của tĩnh mạch phổi tăng, áp lực mao mạch phổi tăng, đương nhiên áp lực động mạch phổi tăng. Không biết em có để ý có những ca áp lực động mạch phổi hẹp van hai lá nó lên đến 100 mm/h. áp lực càng cao thì nó hậu quả gì